thằng cháu quý. Tưởng cư sĩ năm nay hơn 70 tuổi, thường tham gia Phật thất, nhưng bà có chứng bệnh tim khiến bà niệm Phật không được chuyên nhất. Nguyên do chính là tại thằng cháu nội tên Lư, 17 tuổi, thường theo ông xã bà, tuổi gần 80, kêu to, hét lớn, ép bà làm những việc nó cần. Từ việc thay y phục hàng ngày, cho tới cung ứng cơm nước phải hầu nó ngày 3 bữa, thậm chí còn sai bà tới nhà bằng học lấy những thứ nó cần nữa. Con trai bà điều kiện kinh tế rất khá, có ngôi biệt thự xây kiểu hiện đại tối tân, sở hữu điền sản, nhà xe đều rất nhiều. Rất muốn thằng con về ở chung, nhưng thằng Lư từ nhỏ chỉ thích ở với ông bà nội. Song ngày ngày nó luôn quấy phá hành hạ, làm phiền hai ông bà đủ điều. Bất kể ông bà nội đối tốt đến mấy, nó luôn trở mặt lợt lộng, cáo gắt vô lễ, lúc bực tức còn đá nhà đá cửa, quậy một trận văn tưng bừng, nó mới chịu yên. Tưởng cư sĩ than: Có thằng Lư ở nhà, hai vợ chồng chúng tôi, miệng dù có niệm Phật, tâm cũng chẳng an được nữa. Tôi nghe xong, hết sức cảm thông và tội nghiệp họ. Vì vậy, bèn thỉnh giáo hòa thượng diệu pháp. Sư phụ trầm ngâm một lúc, rồi ôn tồn bảo: Hai ông bà này kiếp trước cũng là vợ chồng, ngụ ở nông thôn. Họ có nuôi một con lừa. Con lừa này bình thường giúp họ trồng trọt, chở đồ, đưa họ ra chợ, đi về. Nó làm mọi việc rất vất vả, nhưng an toàn rơm khô, không xứng với công sức nhọc nhằn của nó. Lại còn hay bị chửi mắng, đánh đập. Đến khi con lừa già, họ đem nó bán cho lò mổ. Hiện nay, thằng Lư chính là con lừa chuyển sinh làm người đến đòi nợ họ. Hai ông bà phải nhanh chóng đến trước Phật sám hối tội ngược đãi con lừa kiếp xưa, và mỗi ngày phải tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho nó, chứ vậy mới có kết quả tốt. Nếu không, tương lai cả hai sẽ bị nó làm cho tức chết. Tôi đem lời hòa thượng thuật lại cặn kẽ cho tưởng cư sĩ nghe. Bà cực kỳ tin, và nói: Thằng bé này đúng là con lừa, hèn gì mà nó hay đá, và tính khí vô giận thất thường. Chọc tôi bị nó chọc tức, đến nỗi lên tăng sân. Mấy ngày trước còn bị hành đến đau tim. Nếu nó cứ quậy theo cái mẫn này mãi, thì chắc chắn là cái mạng già của tụi tôi sẽ tiêu đời. Lần này, đã biết rõ nguyên nhân của não phiền rồi, họ nhất định sẽ làm y theo lời sư phụ dạy. Hơn một tháng sau, tưởng cư sĩ gọi điện tới nói: Tôi xin báo tin cho tôn huynh và hòa thượng diệu pháp hay. Tôi và ông xã hàng ngày kiên trì tụng kinh Địa Tạng sám hối lỗi đã qua trong quá khứ. Từ hồi bắt đầu tụng, tính đến nay đã 39 bộ rồi. Suốt thời gian này thằng Lư chỉ quậy có một lần, miệng hét la quát mắng không còn nữa. Hơn nữa, hôm qua thầy giáo còn biểu dương, khen nó tính chất phát, ưa giúp người, thật khiến hai vợ chồng già chúng tôi mừng đến rơi lệ. Nói xong, bà buộc miệng tán thán: Quy lực kinh Địa Tạng quả là cực lớn, không thể nghĩ lường. Phật pháp thật là diệu kỳ, hiện tại chúng tôi tu hành, tính tâm càng tăng kiên cố. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.